tu là gì và mục đích của ta tu để làm gì mục đích chỉ có một là vãng sanh tây phương cực lạc quốc và tu là gì đó là cuộc cái hành trình để ta đi đến mục đích quý vị hiểu chỗ này không ạ à? có nghĩa là chúng ta cần phải làm thật tốt con người của chúng ta hoàn thiện sửa chữa làm thật tốt người rồi mới chuyển phàm thành thánh được. Thành thánh có nghĩa là về tây phương cực lạc. Nó là phương tiện để ta đạt được mục đích. Phương tiện là sửa mình, à, sửa tu tập tinh tấn mỗi ngày, lại Phật niệm Phật sám hối hoàn thiện mình, mình mình tập trung vào nội tâm hoàn thiện mình mỗi ngày để cho mình làm tốt hơn, tốt hơn mỗi ngày. Đó là phương tiện để ta đạt được cái mục đích chánh của chúng ta mọi người hiểu chỗ này không hiểu không ạ à? mình không hiểu mục đích của mình là mình bị rối và mình không có <laughs> mình người ta hỏi mình mục đích là gì <laughs> quý vị mục đích là sửa mình ủa mục đích sửa mình rồi rồi sao tu là mục đích sửa mình hả <laughs> Cho nên là mục đích chỉ có một và một và một Quý vị ơi Khi quý vị dương cái cung lên Quý vị bắn mục đích nào Nếu mà là nhiều mục đích Thì cái mục đích nào mới là tránh Cho nên mục đích chỉ có một và một và một Duy nhất là vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc Còn tất cả những cái khác Nó là phương tiện để đưa chúng ta đến cứu cánh Niết Bàn Đưa chúng ta đến mục đích tránh của chúng ta cho nên hiểu cái này bà hiểu sâu chút xíu cái này thì các vị sẽ sẽ thông rất là nhiều rất là nhiều việc uhm, chúng ta không thể nào có nhiều mục đích được vì khi chúng ta có nhiều mục đích thì chúng ta sẽ sẽ tự làm rối chúng ta cũng như là chúng ta đi nhiều nhiều đường thì chúng ta sẽ không có thành tựu được cho nên mục đích chỉ có một và phương tiện để đưa chúng ta đến mục đích là có nhiều phương tiện à, là phương tiện sửa mình phương tiện buông bỏ phương tiện à, sám hối phương tiện lễ phật niệm phật mỗi ngày phương tiện cứu vớt chúng sanh phương tiện tâm bồ đề rộng mở đó là những phương tiện để đưa chúng ta về nhà về mục đích chánh của chúng ta vì hiểu chỗ này không ạ à? đó gọi là tu chung những cái phương tiện chung đó gọi là tu vậy vì vẫn mới hỏi tu là gì mục đích tránh mục đích của tu tập là gì là như thế